Vlog ghé quê mến chào tất cả các bạn. Chiều nay thì nhà mình đã có thịt rồi mà không có gì ăn hết, thì bây giờ mình sẽ ra mình sắn măng, rồi mình sẽ nấu canh măng thịt heo nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi sắn măng, và có một số vài bí quyết là mình măng thì nó bự lắm, măng ở nhà mình bự lắm, mình ăn không hết, thì mình sẽ có một cái bí quyết là mình chỉ các bạn là không ăn không hết thì mình sẽ bảo quản măng như thế nào nha các bạn. Giờ cái tre nhà mình nè các bạn, ở đây thì nó có hai ba mục măng ha các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ cắt măng này mình đi nấu canh nha các bạn. Đó, măng mình nhiều lắm. Nè cái nhà mình ở các bạn, đó cái lồng cu cho nó các bạn. Ai cũng nói cái nhà nó ngộ ngộ hết. Đó, cái nhà ngộ nhất ở tầng 19 luôn nha các bạn. Đó, mình có cái lồng cu vậy đó các bạn. Đây này, mình qua đây mình mở cho các bạn coi nè, thấy ngộ ngộ hơn nữa nè. Đó. Có điều kiện thì mình sẽ quay nguyên cái lồng cu mình là mình gửi cho các bạn coi nha các bạn. Và bây giờ tiếp tục mình đi nấu ăn thôi các bạn ơi. Nè các bạn. Và bây giờ mình đã gọt măng sắc lát mỏng nha các bạn, để mình nấu canh nha các bạn. Còn mấy cái phần măng này nãy mình có nói các bạn á là để bảo quản á, thì bây giờ trước tiên hết là mình gọt ra mình ngâm nước nha các bạn. Rồi chút xíu mình sẽ pha nước muối loãng, mình sẽ để vô hũ. Thì mình sẽ được ăn được hơn một tuần lễ nha các bạn. Chừng nào mình muốn ăn uống thì mình sẽ mở ra rồi mình sẽ rửa lại là nó hết cái vị mặn nha các bạn. Giờ để chuẩn bị nấu canh măng thì mình sẽ có măng. Và ở đây là cái phần thịt heo mà mình đã chuẩn bị nè các bạn. Phần thịt heo mình sẽ chuẩn bị đây. Hai cha con mình thì chắc ăn như thịt đầy đủ rồi ha các bạn ha. Và tỏi bằm nha các bạn. Để cho các bạn dễ coi á. Thành ra mình nấu canh mà mình lấy cái chảo để cho cái chuyện bạn như không nó bẹt á, các bạn dễ dòm thấy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lửa lên và mình sẽ đổ dầu vô. Bây giờ chảo mình đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vô nha các bạn. Để các bạn. Mình lấy chảo làm cho nó bè cái ra cho các bạn dễ thấy. Đó. Rồi bây giờ tỏi mình sẽ phi cho nó vàng rồi mình cho mình thử cho nó thơm rồi mình bỏ thịt nha các bạn. Thịt heo thì về chiều là nó hơi hôi hôi. Các bạn lấy ra rồi các bạn rửa với sắt trà để cho nó bán mùi hôi. Còn nếu nhà các bạn ai không có sắt trà thì các bạn có thể rửa một chút với một chút xíu giấm á, giấm ăn mình á, để cho thịt nó sẽ tươi nó thơm lại. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình học được từ nơi này nơi nọ. Thông thường thì mình hay uống trà, mình hay uống trà lắm các bạn. Cho nên mình sẽ rửa thịt heo bằng sát trà. Còn các bạn nữ thì không có sát trà thì các bạn có thể rửa với giấm. Để rửa chút xíu giấm vô để cho thịt heo nó thơm. Thơm tươi y như là mới lấy từ lò mổ về các bạn. Thì thịt nó săn rồi, bây giờ mình cho măng vô nha các bạn. Rồi mình cho măng vô rồi nha các bạn. Giờ mình đổ nước vô luôn nha các bạn. Các bạn, giờ mình cho nước vô luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là chỉ chờ cho nước nó sôi rồi mình sẽ nêm nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình lấy cái chảo mình làm cho các bạn coi rất là dễ dàng. Tại vì có hai cha con mình mà mình nấu cái nồi á thì nó nhỏ. Để cho nó đỡ hao ga mà nấu cái nồi á thì các bạn không thấy được. Thành ra mình chuyển qua là mình sử dụng cái chảo luôn cho nó dễ nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ canh của mình nó đã sôi nha các bạn. Giờ măng nó muốn chín rồi nè các bạn. Nó chín rồi nè, muốn sôi nó muốn chín rồi. Giờ mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Rồi, nêm nếm này thì nó đơn giản các bạn ơi. Các bạn cho mình chút xíu bột ngọt. Chút xíu bột ngọt nha các bạn. Rồi chút xíu muối. Chút xíu đường. Cho chút xíu bột nêm cà noi nha các bạn. Bạn cho mọi thứ vô rồi các bạn đảo đều cho nó thấm gia vị rồi mình sẽ nêm nếm với chắc ăn thôi nha các bạn. Tạm thời thì mình nêm nó vậy ha. Rồi chút xíu có thể mình phải bỏ chút xíu đường hay là nước mắm hay bột ngọt vô các bạn. Đây các bạn. Các bạn sinh viên các bạn có thời gian các bạn coi mấy cái clip này để mình làm được một hai món ăn cho ngon cho gia đình mình. Mỗi khi mình học rồi mình xa nhà mình về mình thăm nhà các bạn. Nấu được một hai món nha các bạn, hay là nấu cho bạn bè của mình ăn hay người thân yêu gì của mình đó.
rất ngon các bạn ơi. Các bạn có thể nấu măng này này với đuôi heo các bạn, đuôi heo hay giò heo nha các bạn, là người ta thường gọi là heo hầm măng các bạn, với đuôi heo hầm măng á. Mà tại lý do là mình muốn làm cái clip như vậy nhưng mà mình không có tiền, với lại kênh YouTube của mình chưa có được người đăng ký các bạn nhiều các bạn, mình chưa bật cái tiền được, nhiều khi cái kinh phí mình không có để mình làm cho các bạn coi. Chứ măng này mà các bạn hầm với đuôi heo hay giò heo gì rất là ngon nha các bạn. Nó sôi nhiều rồi, bây giờ mình bỏ hành luôn nha các bạn, bỏ hành vô luôn để cho lát hành chín, để lát hồi hành sống ăn không ngon nha các bạn. Các bạn bỏ 1-2 miếng ớt vô cho nó thơm thơm nha các bạn. Đó các bạn, đây là cái món canh măng của mình hoàn thiện rồi các bạn. Giờ nồi canh măng của mình nấu thịt heo rất là ngon nha các bạn. Tại vì mùa dịch cúm này thì mình cũng không có kinh phí để làm clip cho các bạn coi cho nó đúng bài bản đàng hoàng. Thay vì thịt heo này mình sẽ nấu bằng giò heo hay là đuôi heo thì rất là ngon. Mến chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và gia đạo hạnh phúc và mạnh khỏe nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đăng kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem và ủng hộ mình. Chân thành biết ơn tất cả các bạn.